Tập trung cho môn học chính. To focus on the core subject. Ho cả ngày. To cough all the day long. Ngứa chân muốn đi du lịch. To have itchy feet. Làm nên sự khác biệt. To make a difference. Tọa lạc bên sườn đồi. The locust on the hillside. Bắt anh ta ăn kiêng. To put him on a diet. Đặt ra mục tiêu. To set a goal. Đón ai đó. To pick somebody up. Đưa ai tới đâu. To deliver somebody to somewhere. Dành một tràng pháo tay cho ai. To give a big hand for somebody.